Hello, mình xin chào quý vị các bạn. Nay mình đi vòng vòng nhà mình kiếm gì mình ăn và quyết định bằng con vịt mình nướng nha quý vị. Mời quý vị cùng mình nha. Này vịt quay hả? Quay này quay tròn tròn chứ hay quay mấy ông quay vịt. Vịt nướng sợ ớt. Này vịt quay là như là quay tròn tròn. Quay chậm chậm rồi quay nhanh quá. Ăn nào cũng phải cực chứ. Ăn vậy đâu phải sung sướng đâu. Ăn vậy đâu phải sung sướng đâu phải không? Cái mần con vịt rồi ra đút lửa ướp rồi ngồi nướng quay có tiếng đồng hồ mới được ăn. Phải ăn gì đâu phải ăn sung sướng. Vàng đó. Mới đây màu vàng quá. Vàng như mẹ luôn ha. Con vịt này mình nuôi tới 4 tháng mấy gần đẻ ăn quý vị. Nó thịt nó dẻ lắm à. Nó cứng vịt à. Quay mới ngon, mình nuôi nhà ăn lúa đồng à. Ăn lúa không à. Nên vịt này cũng lớn tháng rồi cho nên nó dẻ thịt nó. Ít có mỡ nữa. Vịt nuôi nhà. Lâu lâu mình bắt con mà mình ăn. Món này món kia rồi vậy đó. Vàng bốc mùi thơm rồi quý vị ơi. Quá vàng luôn rồi. Gần chín ăn được rồi đó, gần ăn được rồi. Đây dụng cây này mình thấm nước nha quý vị. Thấm nước ướt của nó nè. Quét lên. Quét lên cho đều thấm. Vừa nướng vừa chấm ha. Chấm nước thấm vô. Cho nó thấm đều cả con vịt. Rồi
vịt này nó sắp vàng nữa rồi. Này là con vịt Hòa Lan nha quý vị. Hòa Lan tới 3 kg lận. Nói chung nó hơi dày, mấy cánh phải cắt ra cho nước nhiễu ra bớt cũng được, để nó nín vô mấy cái chỗ dày thịt quý vị. Quay cho lâu lâu chút cho chắc ăn. Chứ để nó nín vô mấy cái chỗ bự, chỗ dày thịt hay cánh rồi nè. Cắt cho mỡ nó chảy ra bớt cũng được. Này vịt Hòa Lan. Đó. Chắc mần vịt thì ai cũng biết rồi, mình không quay công đoạn mần vịt như vậy. Chủ yếu ướp đồ ướp với quay nướng thôi quý ơi. Chứ không phải là mần vịt ai cũng rành rồi. Bỏ qua công đoạn mần vịt như vậy. Giờ chỉ quay để mà cho nó chín là ăn thôi. Giờ chủ yếu mình quay chín rồi vô cái nấu. Vô cái làm nước mắm chấm. Hết nấu rồi quay đoạn nấu rồi, này quay vô cắt ra là ăn à. Chấm với muối tiêu, muối ớt gì đó. Tùy, tùy với thích. Chấm bột tạt rồi ha. Cánh này nó chín trước rồi ơi. Giờ cắt ra chứ để nó khét cái cánh. Quay nhà mà ăn mà ha. Hai cánh này trước để hai cánh này nó tiếp xúc lửa nhiều quá nè, cho nên sợ nó khét mình cắt ra trước nha quý vị. Rồi để vô quay tiếp. Giờ tới phiên mình trực bếp rồi quý vị. Hay quá. Cho thợ na nướng ăn trước rồi. Có cái cánh chín trước rồi ăn trước đi. Thử cho thợ nấu. Vừa ăn không? Quá ngon hả? Thấy ăn biết ngon. nhìn cái miệng ăn biết ngon rồi phải không? Cái bà ngon Quân ơi. Theo yêu cầu của ba Quân à. Này đúng là ăn dụng của gan nè, cắt dụng ra. Chào Minh Châu. Dạ. Chào Minh Châu chứ gì. Dạ. Minh Châu hai ổi ăn à. Ổi trên trần cao cao. Chào Minh Châu. Không, ăn đi. Dạ. Ổi ngon quá, để mày ăn mình mày đây. Ở ngon không cha? Ngọt chua. Ổi ngọt, ổi chua. Rồi chín rồi quý ơi, đem vô quý ơi. Giờ con vịt mình thành phẩm rồi quý ơi. Giờ mình chỉ cần cắt ra mình chấm nước chấm nữa mình ăn ha. Mới ớt ăn ha quý vị. Giờ mình gỡ ra bắt đầu cắt nha quý vị, lấy kéo cắt ha. Ai muốn chặt thì chặt, còn lấy kéo cắt.
dịch hòa lan. Hòa lan nhà nuôi. Ăn nó cũng ngon nữa. Đâu có món nào qua món nướng nha quý vị. Đó, cho vô dĩa ha. Nướng nó rõ mở ra. Lâu năm không cứng cho được. Vịt quay, vịt nướng lửa than, chấm muối ớt chanh. Muốn kêu gì kêu ha, vịt quay cũng đúng luôn nữa, mình nướng mình quay mà. Kêu sao cũng được. Vịt quay, vịt nướng gì cũng đúng. Thảo cắt điêu luyện nữa vậy. Thịt không ai, khúc này khúc ngay cái ớt này. Thịt không ạ. Tơ này quá cứng rồi. Bởi giờ nuôi vịt lâu năm nó vậy đó. Cứng vậy ăn thịt mới đứng đủ thịt. À, thịt ha, giống thịt heo quay ha. Heo quay quá. Nguyên con vịt giờ còn có dĩa đầy à. Đó. Được dĩa đầy luôn. Xong một con vịt. Một con vịt đã xong. Nước mắm chưa mình Châu? Xong chưa? Xong cái chanh với xong rồi. Ừ. Thử coi, thử cái chấm muối ớt gì coi được không? Ớt quá à, hả? Rồi. Thì nó mới cay chứ. Sao không Châu? Dài quá. Nhìn cái miệng ăn biết ngon rồi chứ vậy. Cài dữ không? Cài. Quá cài hả? Mà mọi người cũng ăn nha. Mình ăn trước. Đó thịt đây. Chấm cục thịt với nước chấm. Nước ớt siêu cay đó, mức độ cấp độ mấy đây, nồi 5 nồi 7 vậy nè. Mời quý vị ăn nha quý vị. Vô. Ngon quá. Cũng cay cay ha. Thôi vậy đại khái thôi nha quý vị. Mình dừng clip đây nha quý vị, hẹn quý vị và các clip sau nha. Đây. Dĩa thịt vịt quay đây. Thôi tạm biệt nha quý vị.